nhà thì thích không? Con ơi, con bật được cái đèn lên đấy. Vâng ạ. Em thích trần cao này, nó thoáng. Ừ. Mà làm trần sáng để cho nhà nó như Tây nhỉ? Ừ, mà các cái cửa kính này, nhìn ra thiên nhiên này. Đấy, nếu ở đây là phải cái cửa kính như này chị này.